Hi, mến chào tất cả quý vị anh chị các bạn. Hiện tại thì Kiên đang có mặt ở chợ Bình Tây nhé. Bây giờ là khoảng 8 giờ sáng. Hôm nay thì Kiên sẽ đưa cả nhà đi tham quan một vòng cái chợ Bình Tây, cũng như là xem bà con ở đây chuẩn bị hàng hóa cũng như là mua sắm Tết như nào cho quý vị. Thì chợ Bình Tây là một trong những cái chợ khá là cổ cũng như là nổi tiếng nhất ở Sài Gòn, một trong những biểu tượng của người Sài Gòn xưa. Thì Tết đến nơi rồi thì tất cả các cô chú anh chị ở kiều bào nước ngoài cũng như là những người xa quê rất là mong mỏi những hình ảnh thức phim ở những cái địa danh, những cái gọi là lưu lại những cái khoảnh khắc mà nó mang tính chất là nó thiên về Sài Gòn xưa, thì Kiên sẽ quay cho cả nhà xem. Rất là cảm ơn các anh chị đã theo dõi kênh nhé. Rồi thì giờ Kiên sẽ đi một vòng nha quý vị ơi. Thì đây là ngay trước cái Kiên đang đứng ngay trước cái cổng, trước cái cổng chính của chợ Bình Tây. Thì buổi sáng hôm nay cũng là 21 Tết thì thấy là bà con ở đây thì cũng buôn bán khá là nhộn nhịp. Hàng hóa thì cũng rất là nhiều các loại mặt hàng như là pháo, rồi đồ gọi là quần áo, rồi bánh kẹo, mứt Tết. Rồi Kiên sẽ đi một vòng cho cả nhà tham quan những cái gian hàng ở đây, cũng như là mọi người xem chợ thì có những cái gì mới hay không. Chợ Bình Tây thì mới được sửa lại, nhìn rất là đẹp, sửa lại, tu bổ lại rất là đẹp. Đây cả nhà thấy không, ở đây có những cái gian hàng mứt Tết, rồi bánh kẹo Tết. Mình sẽ đi một vòng bên ngoài, sau đó thì Kiên sẽ đi vào bên trong. Ở bên trong thì có một cái ngôi miếu ở trong đó. Bên này có vẻ không đẹp hơn ở bên kia nha quý vị. Thì Kiên gọi là đọc chia sẻ đôi chút về cái lịch sử của chợ Bình Tây cho cả nhà, có thể là mọi người theo dõi nhé. Thì chợ Bình Tây là một ngôi chợ tại quận 6 thành phố Hồ Chí Minh, tọa lạc trong khu vực chợ lớn. Niên chính bản thân nó cũng là thường được gọi là chợ lớn. Chợ Bình Tây thì nằm trong khuôn viên rộng khoảng 25.000 m2, nằm giữa bốn tuyến đường, đó là đường Tháp 10, đường Lê Tân Kế, đường Phan Văn Khỏe và đường Trần Bình. Chợ có mặt bằng hình chữ nhật, có 12 cổng gồm cả cổng chính và cổng phụ. Chợ thiết kế theo kiến trúc Á Đông. Chợ Bình Tây là một chợ đầu mối xỉ hàng hóa lớn nhất ở Sài Gòn. Hàng hóa ở đây được đưa phân đi khắp các nơi trong cả nước, thậm chí là bán xỉ sang các thị trường như là Campuchia và nhiều nước Đông Nam Á. Ngôi chợ có tuổi đời lớn nhất ở Sài Gòn. Nơi này là nơi thu hút nhiều du khách trong và ngoài nước tham quan. Chợ Bình Tây được công nhận là di tích của Sài Gòn. Thì cái chợ Bình Tây này á, thì do một thương gia người Hoa tên là Quách Đàm, còn gọi là Thông Hiệp, bỏ tiền ra xây dựng vào năm 1928, rồi tặng cho chính quyền thành phố. Lúc bây giờ khánh thành năm 1930, đổi lại ông chỉ xin được xây dựng thêm mấy dãy nhà phố xung quanh chợ và đặt tượng giữa
và đặt tượng mình giữa chợ khi mất. Phố và nhà lồng chợ do nhà thầu danh tiếng công ty tàu quốc công ty sáng Đông Dương xây dựng. Chợ Bình Tây được xây dựng mang phong cách kiến trúc Á Đông nhưng ứng dụng những kỹ thuật hiện đại phương Tây, đương thời là được đánh giá là một trong những chợ đẹp nhất Sài Gòn. Đấy là đôi chút Kiên chia sẻ đôi chút về cái lịch sử văn hóa cũng như là cái di tích chợ Bình Tây, cũng như là chia sẻ với cả nhà là những cái cảnh bà con buôn bán cũng như là sắm Tết vào Tết 2020. Hôm nay là ngày 21 Tết. Rồi chúng ta sẽ đi vào bên trong chợ nhé. Bên trong thì có chợ này có hai lầu, lầu bên dưới và tầng trệt và lầu bên phía bên trên. Đấy. Thì bên trong khuôn viên chính là cái tượng đài thờ một thương gia, đó là Quách Đàm nhé. Ở trong này thì đa số là bán quần áo, giày dép, mũ nón, túi sách, đồ thời trang. Đấy. Một vòng cho cả nhà xem. Còn bên ngoài là bán mứt Tết, bánh kẹo Tết. Mứt Tết, bánh kẹo Tết, rồi bán cá khô, mà cá mắm. Rồi mời cả nhà đi một vòng nhá. Cái này là bán mứt này, bánh kẹo Tết này, hoa trang trí Tết này, pháo này. Chợ Bình Tây thì năm 1992 chợ Bình Tây được nâng cấp sửa chữa toàn diện. Năm 2006 chợ tiếp tục được xây dựng hai dãy phía đường Trần Bình và đường Lê Tấn Kế bằng khung sắt mái tôn. Năm 2018 thì chợ Bình Tây đã chính thức gọi là sửa chữa gọi là trùng tu lại rất là đẹp. Cái mặt tiền của chợ Bình Tây thì dài khoảng 90m, rộng khoảng là 110m, cao là 13,1m. Với nóc nhà gắn đồng hồ lớn là biểu tượng của chợ Bình Tây. Khu vực nhà lồng có tổng cộng là 1.446 sạp, trong đó có 698 sạp tầng trệt và 748 sạp tầng lầu. Theo các tiểu thương thì vị trí kiosk của họ được bố trí tương tự 2 năm trước. Cái này buôn bán hiệu quả. Nói chung là một số thông tin chợ Bình Tây Kiên đã chia sẻ với cả nhà. Ở đây là bán các cái mặt hàng như là đồ inox, rồi bánh kẹo, mứt Tết. Bà con nhập về rất là nhiều để bán trong những ngày Tết nhé. Mà chưa có đường để giải quyết gì. Thank you.
Đấy, bên trong này thì bán các cái mặt hàng bát đĩa rồi giày dép mũ nón đồ thủ công mỹ nghệ, cái gì cũng có hết. Đó là thằng chó Hồng Phương bên bản thằng cán còn mấy cây chứ có sao. Đây ngoài này bà con đi mua hàng rất là tấp nập. Rất là đông. Người đi bà con đi sắm Tết. Đấy, cả nhà thấy là cái không khí sắm Tết ở Sài Gòn rất là tấp nập, mọi người kinh doanh mua bán. Địa Bình Tây rất là rộng nên mới đi chưa hết được một khúc nữa. Bán dưa món này. Chợ rất là rộng và đẹp nha. Ở dưới này là cái khu hàng ăn ở dưới này. Chợ này thì rất là rộng, đi mỏi chân luôn. Thì một phòng cho cả nhà xem cái không khí bà con người ta mua bán ngày Tết. Đây này là cái khu hàng ăn bên này. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cơm rồi bún, rất là nhiều món. Chúng ta sẽ đi ra cái khu